Chào anh chị em tham quan. Hôm nay Tâm view lên sản phẩm mới nữa nha anh em. Đây là con Toyota Corolla Altis đời 2003. Đó, bản đủ, bản gương gương chỉnh điện và túi khí an toàn, thắng đĩa ABS 4 bánh. Một chủ gốc gốc Tây Ninh từ nào giờ luôn, chứ không phải là một chủ gốc Tây Ninh từ nào giờ luôn. Cái xe nó chắc ơi là chắc luôn, động cơ là 1.8. 4 bánh mâm và thắng đĩa ABS 4 bánh nha, thắng đĩa ABS 4 bánh. Bản đủ mới có nha anh em, bản thiếu là không có ha. Động cơ là 1.8. Gốc gốc số Tây Ninh. Xe thì được mà sở hữu là màu người ta còn gọi là màu mắm ruốc nha anh em. Màu nâu rất là đẹp. 4 cái vỏ thì còn khoảng được 60%. Đăng kiểm thì còn. Corolla Altis 1.8 bản G số sàn đời 2003. Gốc số Tây Ninh 00157, biển số 70A00157. Xe thì cái chất xe thì miễn bàn. Nếu anh em bà con mà thấy cái xe này mà chê nữa thì đừng có đi tìm cái xe thứ hai nữa ha. Quá cọp. Máy rin luôn. Anh em nhìn nha, máy rin. Nội thất thì hết hồn, tí nữa tao mở ra cho anh em bà con coi. Một trong những con xe như vậy thì bây giờ đi tìm nó cũng có đó, nhưng mà rất là hiếm ha. Vỏ trước thì mới tinh, vỏ sau thì còn khoảng 60%, vỏ trước thì còn trên 80%. 4 thắng đĩa ABS, bánh mâm, rin theo xe. Vỏ rất là mới nha anh em. Động cơ là 1.8. Xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu chắc khoảng 7 lít đến 7 lít rưỡi. Xe của Toyota thì nó cũng nói chung là cũng tương đối rất là tiết kiệm, bình thường, ổn định ha. Đèn đuốc là sáng trưng và rin hết. Có kết hợp xi nhan trên gương luôn nha anh em, gương chỉnh điện ha. Đây anh em nhìn nha, đây là một con Toyota Corolla Altis đời 2003, nhưng mà người ta sử dụng mà còn chắc đến mức độ này thì không phải dễ tìm đâu ha. Để Tâm sẽ review từ trong ra ngoài cho anh em bà con mình coi. Thân vỏ rất là đẹp. Tướng mạo thì miễn bàn. Anh em nhìn ha. Đây. Mâm đúc thắng đĩa 4 bánh ABS luôn nha anh em. 4 bánh thắng đĩa luôn ha, chứ không phải là 2 đĩa nha, 4 đĩa. Toyota Corolla rin từ A tới Z. Không có lỗi nha anh em. Đây. Bản G 1.8 rất đẹp. Đèn đuốc sáng trưng luôn và rin. Cái đèn của nó đèn rin này nhìn ở đây nó óng ánh luôn anh em, đã lắm. Anh em nhìn thấy đẹp không? Thân vỏ là rất đẹp ha. Có kích hợp xi nhan trên gương luôn. Tâm cho anh em coi nè. Nhá hàng cái nè cho thấy coi có hài lòng không nha. Ghế nhung nỉ nè. Căng đét luôn. Qua lăng cần số đẹp lắm. Chụp gỗ nhưng mà về để Tâm khự cái gỗ đó ra là cái củ số rất là đẹp. Thấy cái dàn nội thất không? Thấy tấm bi cửa đâu? Thấy dàn nội thất ghế nhung nỉ nè. Mới len ken luôn. Xe này là Tâm sẽ bán cho anh em bà con mình là 225 triệu nha anh em. 225 triệu cho con Toyota Corolla Altis đời 2003 1.8. Anh em nhìn cái tepi nè, tepi cửa nè, máy rin luôn. Tepi cửa mà nó còn nhám màu luôn. 225 triệu cho con Toyota Corolla, quá cọp. Đây phải dùng từ là quá xuất sắc đi. Quá đẹp. Giờ mà dạng tầm này là không phải dễ kiếm đâu nha anh em. Quá hoàn hảo và quá đẹp. Đây keo chỉ nha, keo chỉ full luôn. Không mắc keo chỉ nha anh em, keo chỉ đủ. Đẹp quá anh em ơi. Đẹp quá đẹp luôn. Cái máy chạy như ý luôn. 225 triệu ha, 225 triệu cho con Toyota Corolla Altis đời 2003. Động cơ là 1.8 bản đủ. Có túi khí an toàn, 4 thắng đĩa ABS, gương chỉnh điện, ghế nhung nỉ nội thất. Nó rin mà nó căng đét luôn. Nói chung là nhìn cái xe là thấy ưng bụng liền. Anh em nhìn nè, tấm bi nè. Anh em nhìn thấy đẹp không? Cái tấm bi nè mà còn gai góc và còn y nguyên luôn. Đây anh em nhìn ha. Keo chỉ nè, không mắc phân nào nha. 225 triệu cho con Toyota Corolla đời 2003. Động cơ 1.8. Rin ơi là rin. Tâm cho anh em coi hai cái cửa bên đây ha. Xe này là đúng là nồi đồng cối đá nha. Có một số người rất là thích những cái dòng này, nó bền và nó đẳng cấp. Đây. Tepi. Còn nhá màu luôn. Công tắc nè. Nhìn về là cũng đủ biết rồi ha anh em ha.
Gương chỉnh điện nha, đây gương chỉnh điện ha. Cái cửa bên 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 tài nè, keo chỉ nè. Anh em nhìn thấy đẹp không? Rất là đẹp ha. Quá mới anh em ơi. Không phải mới mà nó rin lắm, rin hết, rin nguyên hết. Chưa kháo chưa đụng gì hết ha. Ghế nhung theo xe, căng đét luôn. Máy lạnh mát rùi rượi luôn, có màn hình. Còn cam lùi để hồi tâm coi, tâm test coi có không nha. Xe này mới vừa được bóc từ trong nhà dân ra nãy giờ, chắc 2 tiếng đồng hồ. Keo chỉ full luôn. Xe gốc Tây Ninh cũng đẹp lắm. Cái miền này nó cũng miền cao, nó không có ảnh hưởng nước mặn, nước biển gì hết. Chân cẳng nó đẹp lắm, nên đồ nó rất là đẹp, anh em nhìn thấy không? Lòng dè lòng viết đẹp, sườn bọng là đẹp lắm, mâm lớp đẹp. Cho anh em coi cái gầm nha, Tâm chưa coi luôn, giờ Tâm sẽ quay đầu tiên luôn. Gầm cứng ngắt luôn, đẹp ha, đẹp căng. Để anh em mình nha, máy khô ren, không có một rò một miếng nhớt, không có rò rỉ miếng nhớt nữa, nổ im ru, không đổ hơi, không đổ khói, bô beo gì đẹp hết. Vỏ sau thì còn khoảng 50-60%, nhưng mà hai vỏ trước là mới, hai vỏ trước Michelin mới. Giờ anh em về thích thì để vậy, không thích thì thay cặp vỏ sau nữa là hoàn hảo. Lòng dè lòng viết là rin hết, không một mọt miếng nào hết, quá đẹp. Vỏ trước mới tin nè, đăng kiểm thì tới tháng 9 2021. Xe này vẫn đăng kiểm 6 tháng bình thường nha anh em, vẫn đăng kiểm 6 tháng mãi mãi luôn, không bao giờ hết đời ha. Chất lượng thì có, số lượng thì chỉ có một, nhưng mà chất lượng thì quá quá ư là đã luôn, rất là chất lượng, cứng cáp chắc chắn. Lên cái xe chạy nghe cái cảm giác nghe nó chắc chắn, nghe nó sướng, nó an toàn từ cái thắng tới cái động cơ. Bởi vì cái dòng này ngày xưa nó cũng là một trong những cái dòng mà gọi là đình đám á, chất lượng á. Thì bây giờ ngày xưa mua nhiều tiền, bây giờ mình mua lại nó chỉ chưa được 1/3 của giá trị ngày ấy nữa mà. Chưa được 1/3 nữa. Máy móc là rin hết nha anh em. Ốc tán nè anh em nhìn nè. Cái máy đỉnh luôn. Anh em nhìn thấy cái máy đỉnh không? Đây là cục ABS nha, cục thắng ABS nè, 4 bánh luôn. Đây là bình dầu tay lái. Mấy cái ốc này à, mấy cái chân cột rồi nè, anh em nhìn thấy không? Keo chỉ là full 100% ha. Xương ngang nè, chưa đụng đậy gì hết nha. Nguyên rin, hóc hách đồ đẹp lắm. 225 triệu cho con Toyota Corolla bản đủ 1.8. Hiện thời là xe hoàn hảo, hoàn hảo đến mức độ là ok, không có một cái vấn đề gì để nói. Ốc máy chưa bung, chưa tháo nha anh em, máy chưa bung, yên tâm nha. Đây là một con xe máy rin, ốc ra máy chưa mở, chỉnh sửa lặt vặt thì phải cho phép thôi, nhưng mà riêng cái máy là chưa đụng đậy gì tới hết, bao cho anh em bà con mình luôn. Máy rin đó, nước sơn rin còn khá là nhiều, có bắn tỉa là một số chỗ không quan trọng, nhưng mà keo chỉ là không lỗi, không đâm đụng, không tai nạn. Cửa nẻo, cabo, cabo biết gì là nghiêm chỉnh hết. Đây là một con xe gọi là chất lượng. Đó, không phải là một cái dạng tầm thường đơn giản đâu ha. Anh em nhìn nha, cái máy nè, máy mới tinh. 225 triệu là bao công chứng mua bán, hoặc là ủy quyền, hoặc là hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em bà con luôn nha. Kiểu gì cũng được hết, bởi vì đây là một con xe chính chủ ha, chính chủ công chứng mua bán ủy quyền rút hồ sơ. Đó, có nghĩa là mọi nhu cầu là Tâm sẽ đáp ứng được hết cho bà con mình, chứ không phải mà một cái xe
giấy tờ pháp lý không rõ ràng là không có đem, không có dám đem ra để bán đâu ha. Tất cả xe bên salon em là chiếc nào giấy tờ pháp lý cũng rõ ràng minh bạch 100% đó. Xe này là gốc ở Tây Ninh từ nào giờ luôn, chứ không phải mà chuyển dùng chuyển gì hết, nên anh em bà con yên tâm ha. Chất xe Tây Ninh thì Tâm cũng biết rồi, ngày xưa Tâm làm xe máy, mua xe Tây Ninh, xe Đà Lạt, xe Bình Dương là xe đẹp lắm. Thì anh em bà con nhìn kỹ đi ha, đèn là gắn đèn 7 màu rất là đẹp, đèn trước nè có kết hợp xi nhan gương luôn nè, không tuyệt vời luôn. Đèn sáng trưng đó, anh em nhìn thấy đèn sáng không, đèn rất là sáng, rất là sáng ha. Để Tâm mở cái cốp sau lên nữa, rồi Tâm sẽ vô nội thất, rồi Tâm sẽ cụ thể tất cả cho anh em bà con mình coi. Đây, cái thùng nó rộng mênh mông luôn, thùng rất là rộng. Đây, mấy cái hốc nè, anh em nhìn thấy không, đinh bấm nè, keo chỉ nè, đó thấy không, keo chỉ nè. Đó, mấy hốc, mấy cái đinh bấm đó, không thùng bọng, thùng bánh xe cua, để coi coi bánh xe cua quá đẹp luôn, đồ ngời bánh xe cua ok hết nha anh em. Michelin vỏ xe cua đó, nó như vậy đó, như vậy đó. Rồi để Tâm sẽ cho anh em coi nội thất ha. 225 triệu cho con Toyota Corolla Altis đời 2003, 1.8 máy rin, xe rất là rin nha anh em. Nên em nhìn nè, máy lạnh thì bật ít thôi, số 1 thôi là đã lạnh lắm rồi. Vô lăng nè, túi khí an toàn nha anh em, vô lăng, vô lăng đẹp luôn á. Cần số nè, cần số mà khử hết mấy cái này ra là đẹp lắm nè. Nè, mình cứ ngồi mình khử vậy nè, từ 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 nó ra hết à. Cái này là nó sơn anh em, nó sơn, nó chụp sơn á, nó nhúng sơn. Còn cái này có cam lùi hay không để coi coi, chưa gắn nha anh em. Nếu anh em thích thì gắn vô cái cam lùi, chuyện đó chuyện nhỏ, nhưng mà cái quan trọng là cái chất lượng xe thôi. Ba cái đồ mà trang trí thì nó lại dễ rồi. Ngày xưa nè, cái xe nó sang không, nhìn cái xe rất là sang, ốp gỗ hết, chìa khóa còn đủ hai chìa, remote lóc cửa luôn nha anh em. Đây, ghế nhung nỉ là còn căng luôn ha, rất là căng. Anh em nhìn ghế, bộ ghế nhung này là cũng có thể đánh giá được chất lượng của sản phẩm nha. Nếu mà xe bèo là cái ghế này nó nhăn nheo và nó cũ kỹ và nó nhùng xuống, còn cái ghế này nó còn cao và nó căng như một cái gối mình nằm vậy đó, không anh em nhìn ha, bộ ghế nỉ mới tinh nè đó. Thì anh em cứ coi đi, giá này là Tâm sẽ bao rút hồ sơ gốc, và nếu mà anh em trong phạm vi mà gần gần á thì Tâm sẽ hỗ trợ vận chuyển cho anh em bà con luôn. Còn nếu ở xa quá thì tiền vận chuyển mình có thể tính toán phụ nhau một chút, để gọi là một chút tinh thần ha, để bên salon em sẽ ship xe tới nơi cho anh em bà con luôn. Chứ mà bây giờ bao rồi biết đâu bà con ở đâu, liệu bà con ở xa mấy trăm cây số thì tiền ship nó tới 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu thì nó lại bớt đi cái tiền lợi nhuận, thì lại không giao dịch được. Bởi vậy nên cái tiền ship là anh em mình tính sau, còn cái tiền mà hồ sơ, bao hồ sơ, bao ký giấy là bên Tâm sẽ hỗ trợ hết, còn tiền vận chuyển là anh em tính sau ha. Chốt cho anh em bà con là con Toyota Corolla đời 2003, xe rất rin chứ không phải là xe dạng bình thường. Bình thường thì không ai nói giá này hết, nhưng mà xe rin quá rin luôn. Thì anh em cứ cân nhắc cho thật kỹ, nếu mà yêu thích thì hãy gọi ngay cho Tâm theo số điện thoại 0917215512 nhé. Toyota Corolla bản đủ 1.8 đó, Toyota thì thương hiệu Toyota thì anh em cũng biết rồi ha, rất là bền, rất là chất lượng. 4 thân đĩa ABS, túi khí an toàn, bản full, số sàn, một chủ gốc Tây Ninh từ nào giờ luôn không. Màu nâu nâu đẹp lắm, thì anh em bà con cũng thấy rồi đó. Tâm xin chốt đơn ở đây, nếu mà anh em bà con có yêu thích hãy gọi ngay cho Tâm theo số điện thoại là 0917215512 nhé. Đến địa chỉ là Bình Mỹ, Bắc Tân Nguyên, Bình Dương để xem xe, chính chủ, công chứng, mua bán, ủy quyền, hỗ trợ rút hồ sơ gốc sang tên, các kiểu đều được hết. Xe rin từ A tới Z, nói chung là nhìn cái xe là thấy hài lòng liền nha anh em. Anh em hãy gọi ngay cho Tâm đi ha. Tâm xin kết thúc video đây và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em bà con mình ạ.